phía đội chủ nhà. Cardiff đang rơi vào trong tình cảnh vô cùng khó khăn khi hiện đang trong nhóm có nguy cơ xuống hạng ở mùa giải này. Mặc dù đã có lợi được chiến thắng trước West Ham với tỷ số 2-0 ở vòng đấu trước, thế nhưng nhiều đó là không đủ để có thể cứu rỗi một mùa giải kém cỏi của mình. Với vị trí thứ 18 trên bảng xếp hạng, có được 28 điểm sau 30 vòng đấu, mục tiêu và sự sống còn của Cardiff là bắt buộc phải thắng ở những trận đấu cuối cùng còn lại của mùa giải, nếu không muốn mình phải xuống chơi ở giải đấu thấp hơn ở xứ sở sương mù. Ở phía bên kia, đội chủ sân Stamford Bridge vẫn còn hai mục tiêu ở mùa giải này là cạnh tranh vị trí trong top 4 để có thể giữ Champions League ở mùa giải sau và tiếp tục cạnh tranh cho chức vô địch Europa League khi đánh bại Dynamo Kiev với tổng tỷ số 8-0 sau 2 lượt trận, qua đó lọt vào tứ kết Europa League. Mới đây, khi mà trở về giải quốc nội, Chelsea đã phải nhận một thất bại đắng cay trước Everton ở vòng đấu trước với tỷ số 2-0, qua đó tự làm khó chính mình trong cuộc đua top 4. Hiện Chelsea đang đứng ở vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng, kém đội bóng phía trên là Manchester United với 1 điểm. Trong 5 lần đối đầu gần đây, Chelsea áp đảo hoàn toàn với 4 chiến thắng và 1 trận thua trước Cardiff. Lần gần nhất là chiến thắng đậm đà 4-1 của Chelsea. Rõ ràng, đẳng cấp chênh lệch và chất lượng của đội hình, Chelsea nhỉnh hơn Cardiff rất nhiều. Chính vì thế, nhà cái V9bet sẽ đưa ra tỷ lệ kèo ở trận đấu này là Chelsea chấp 1/1/4. Sự lựa chọn của chúng tôi sẽ là Chelsea ở trận đấu này bởi Cardiff vẫn chưa phải là một đối thủ xứng tầm với The Blue và lịch sử vẫn đang nghiêng về phía của Chelsea. Đây là tỷ lệ và nhận định được chúng tôi căn cứ vào thời điểm 18 giờ ngày 28 tháng 3 2019. Tỷ lệ và nhận định có thể thay đổi tùy thuộc vào tình hình lực lượng và quyết tâm thi đấu của hai đội. Để có được nhận định chính xác nhất trước giờ bóng lăn, hãy liên tục theo dõi chúng tôi tại kênh YouTube V9B Nhà Cái Quốc Dân và website vietnam9.net.